Kính thưa quý hòa thượng, quý thượng tọa, ban đại diện Phật giáo quận Bình Chánh cũng như ban chức sự trường hạ chùa Tường Vân và chư tôn đức tăng đại chúng an cư tại đạo tràng. Truyền thống an cư kiết hạ là truyền thống mà Đức Phật đã xác lập từ ngàn xưa. Có thể nói cái nét đặc sắc nhất của giáo pháp á, là ngay từ khi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn tại thế, và Ngài đã chủ trương trong mùa an cư, mà đặc biệt là tại đất Ấn cái thời bấy giờ đó, tức là hãy đến mùa mưa thì Ngài chủ trương cho chư tăng cũng như chư ni dừng lại tại một cái điểm thích hợp mà để tổ chức cho chư tăng, chư ni, đệ tử xuất gia trong giáo pháp được kiết hạ an cư. Có lẽ một cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm là không phải mình còn phàm mà Ngài dạy mình an cư, mà kể cả các bậc thánh tăng, tức là chứng thánh quả La Hán rồi, cũng phải an cư. Một cái điểm mà để chư tôn đức chúng ta suy nghĩ. Cho nên Đức Phật và các bậc thánh tăng á, thì cũng dừng nghỉ ở yên ở trong mùa an cư. Và đương nhiên á, là cái bóng mát lớn để che chở, và đồng thời cũng là để giáo dưỡng cho các cái thế hệ tân học thời bấy giờ. Cho nên các vị thánh tăng mà đại đệ tử của Đức Phật á, thì cùng với Đức Phật và chia đều ở các cái điểm mà chư tăng đại chúng an cư. Để làm chi? Để chúng ta thấy rất rõ là tạo một cái điều kiện tốt nhất để mà đại chúng tăng ni có cái điều kiện trao dồi giới thân huệ mạng của chính mình. Cho nên từ đó chúng ta thấy một cái sinh hoạt mà có thể nó trở thành cái sinh hoạt truyền thống á, từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì giáo pháp Đức Phật của chúng ta truyền đến bất cứ một cái quốc gia nào, một cái quốc độ nào mà đạo Phật được truyền bá thịnh hành á, thì chúng ta thấy cái truyền thống an cư đồng thời cũng được xác lập tại cái quốc gia, quốc độ đó. Cho nên nhờ như vậy đó mà chúng ta cũng thấy rất rõ, tại vì ngay như mình ở Việt Nam đây thôi, việc Phật sự, việc tu tập, việc thọ học nó diễn ra liên tục trong năm. Nhưng mà đến mùa an cư á, thì mình lại vâng lời Đức Phật đã từng dạy. Cho nên chúng ta thấy á, thời kỳ nào mà giáo hội đi vào nề nếp á, thì giáo hội cũng đều chủ trương là có tổ chức an cư từ các cái tỉnh thành lớn đông tăng ni cho đến những cái quận huyện, dù là tại các thành thị hay là các cái vùng xa hẻo lánh mà có chùa chiền tự viện tăng ni, là có tổ chức để cho chư tăng ni chúng ta được an cư. Và bây giờ đó thì chúng ta thấy cái phước lực của đại chúng tạo một cái môi trường sống thật tốt để chư tăng ni mới được nương tựa vào cái bóng mát của chư tôn đức. Cái vị mà tinh tấn á, thì lại làm cái gương sáng cho đại chúng. Và những huynh đệ mà nghiệp lực nặng hay nhiều á, thì nương cái phước lực của chư tôn đức, của đại chúng để chúng ta được thấm nhuần cái giáo pháp mà trong 3 tháng chúng ta dừng lại để chúng ta tập trung mà chúng ta trao dồi cái giới thân huệ mạng của chính mình.
chư tôn đức với chư huynh đệ thấy á, ví dụ như mình ở một cái trụ xứ có nhiều cái chùa tự viện tịnh xá thì có trường hợp còn nhất tăng nhất tự nữa, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp năm ba thầy trò nhưng mà thầy nuôi đệ tử rồi có vị thì đệ tử rất siêng, rất là tinh tấn thực hiện theo cái tu tập, theo cái sự chỉ dạy của thầy tổ. Nhưng mà cũng có những trường hợp cái nghiệp của đệ tử nặng, cho nên thầy thì tha thiết dạy, tha thiết giáo hóa, nhưng mà có nhiều khi người học trò không thể thực hiện y như cái lời dạy của sư phụ được. Cho nên ở tại các cái trú xứ riêng lẻ đó, có nhiều khi cái giờ công phu thôi, mà buổi đầu thì thầy tổ cũng kêu dạy, rồi đệ tử mà siêng năng á thì luôn luôn có cái kiện đánh thức, có cái chuông đồng hồ reo để thức, và chúng ta dậy đúng giờ để chúng ta công phu. Nhưng mà cũng có những trường hợp kiện đánh thức thì cứ đánh thức, chuông đồng hồ reo thì cứ reo, nhưng mà cái sự tỉnh thức á, tùy cái phước duyên, nghiệp duyên của từng vị tăng ni tân học của chúng ta. Cái điều đó chư tôn đức chư huynh đệ thấy rất rõ. Đôi chục năm về trước, nếu có duyên các giới tử xin xuất gia thì chúng tôi cũng hoan hỷ, nhưng mà từ từ mới thấy nhận người xuất gia cũng rất khó. Tại vì tuổi trẻ, cho nên rồi mình ép nó vào khuôn, mà nếu cái lòng nó chưa có tự nguyện mạnh á thì cũng rất là tội nghiệp. Có những chú tập sự với sa di mà mình thấy nó tuổi từ 15, 20, 25, chư tôn đức chư huynh đệ biết là cái tuổi ăn và ngủ. Cho nên có những buổi phia chúng tôi đến tận cái giường kêu, nhưng mà không phải kêu cái được, kêu cái dậy dụi mắt, rồi kêu đi rửa mặt, rồi lên công phu với mấy huynh đệ trên, nó mô Phật đàng hoàng lắm. Nhưng mà mình trở về phòng cái đây nó quay nằm ngủ lại. Chứ không phải đơn giản. Rồi ngồi sáng mình nói, ủa sao các huynh đệ nói thầy đã kêu con rồi mà tại sao rồi con hứa rồi mà rồi con lại ngủ lại được. Nó nói mắt cay quá, chịu không nổi. Anh ở cái tuổi 15-20 là vượt cái ngủ cũng khó lắm, chưa nói tới cái khác, nhiều thứ lắm. Đó, huynh đệ thấy. Nhưng mà nếu vào trong cái hội chúng an cư rồi đó thì cái chuyện đó khó. Tại vì mình có ban chức sự, rồi có ban quản chúng, có các cái vị trưởng chúng, giám luật kiểm soát. Cho nên nhất định là có buồn ngủ gì rồi cũng phải được kêu dậy. Cho nên cái đó là mình nương cái phước lực của đại chúng. Cho nên mình sống với thầy tổ thì thầy tổ mình thương mình, tại vì mình có đôi ba vị mà. Nhưng mà ngược lại nếu trong đại chúng á, thì mình sẽ được cái sự hấp thụ, cái nề nếp tinh tấn của một trường hạ. Cho nên nếu 3 tháng mà mình được cái phước lực của đại chúng che chở và dìu dắt á, thì cái vị mà siêng á trở thành cái gương, cái gương hạnh tốt cho đại chúng. Đó, đi phía trước, rồi huynh đệ siêng năng vừa vừa cũng nói theo, mà huynh đệ mà trì trệ biến nhát cũng phải được kéo theo. Cho nên cái nề nếp của an cư nó tạo một cái môi trường sống, một cái nếp sống rất tốt để mà đại chúng cùng nương với nhau để tiến. Cho nên chúng ta thấy cái truyền thống nó được xác lập từ thời Đức Phật và đến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam mình. Và Việt Nam mình cũng vậy, trải qua từ những thế kỷ đầu rồi đến thời Lý Trần và cho đến ngày nay, chúng ta thấy lúc nào mà giáo pháp nó được tương đối có tổ chức, có giáo hội, có chư tôn đức cao tăng, danh tăng thạc đức đứng ra lãnh đạo, thì chúng ta thấy
cái nề nếp, cái truyền thống an cư kiết hạ cũng như các cái sinh hoạt khác trong giới luật của tăng già đó từng bước được xác lập và ổn định. Cái chuyện này chúng ta biết là xa cái thời Đức Phật đã là hơn 25 thế kỷ rồi. Muốn mà cho đồng đều, cho tốt đẹp không phải dễ. Chư Tôn Đức mà có dịp đọc lại những cái bản sách mà chúng ta thấy như là Thiền Lâm Bảo Quấn, chúng ta mới thấy tạo cho tăng ni mà có một cái nề nếp mà nó thuần ở trong đạo á không phải dễ. Cho nên bao giờ cũng vậy, chúng ta thấy các tổ á nói một lời nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy như một cái tổng kết mà rất kinh nghiệm. Chư tổ hay nói là tạo tự thì dễ mà tạo tăng thì khó. Làm một ngôi chùa, mình thấy làm ngôi chùa càng lớn á thì càng gian nan. Nhưng mà gian nan bao nhiêu là gian nan, chứ vẫn khó tạo ra được một cái vị tăng mà tài đức trong mỗi cái thời kỳ, mỗi cái thời đại đó, để mà tiếp nối cái sứ mạng thiêng liêng của chư Phật chư Tổ để mà hoằng pháp độ sinh. Cho nên cái đó để chúng ta thấy được xuất gia làm tăng là một hạnh phúc lớn đối với chúng ta. Nhưng mà đến mỗi mà thời điểm mà an cư mà chúng ta lại được an cư tại một cái điểm mà thích hợp với lòng mình, rồi mình nỗ lực, mình tinh tấn, thì đó là một cái duyên phúc lớn hơn của cái đạo nghiệp tu hành của mình. Chứ có khi làm xuất gia làm tăng làm ni, nhưng mà trong đời có những cái thời duyên mà có thể nói cái nghiệp lực của cái cuộc sống nó nặng á, có nhiều khi cả đời mình không giữ được mấy mùa an cư mà như ý. Thì có khi mình giữ an cư nhưng mà nhằm cái quốc độ với cái thời duyên mà hay là ngay nơi cái trụ xứ mà cái vị thiền chủ hay quá chủ hay là trụ trì mà không tạo một cái duyên tốt nhất, có khi mình được an cư nhưng mà trong lòng nó cũng ít nhiều chưa như ý đó. Cho nên chư Tôn Đức chư huynh đệ biết được xuất gia là hạnh phúc, nhưng mà được giữ an cư kiết hạ là một cái hạnh phúc lớn hơn. Rồi lại được gặp những cái đạo tràng an cư mà cái chương trình tu học, cái thời khóa tu học, và được cái sự dìu dắt của chư Tôn Đức trong ban chức sự, rồi lãnh đạo của tổ chức giáo hội mỗi cái thời kỳ, và đặc biệt trong cái thời duyên đó mà chúng ta gặp được những cái huynh đệ trong cái hội chúng an cư mà tất cả đều có một cái định hướng là nỗ lực và tinh tấn, thì đó là một cái hạnh phúc coi như có thể nói là lớn nhất mà như ý chúng ta mong muốn, để chúng ta mới có một cái điều kiện tốt để chúng ta đưa cái tâm đạo, cái hạnh nguyện của người con Phật xuất gia trong chánh pháp mà chúng ta hằng mong ước. Thì đó là một cái nhân duyên mà có thể nói chúng ta ở trong một cái thời đại đất nước hòa bình, và có thể nói chư Tôn Đức chư huynh đệ thấy không? Thời chiến tranh có cái khổ của chiến tranh, rồi thời hòa bình á cũng có cái hạnh phúc, cái niềm vui, nhưng mà cũng có những cái điều mà có thể chúng ta cũng vẫn chưa như ý. Nhưng mà làm thế nào mà chúng ta khéo khế hợp cơ lý của mỗi cái thời duyên để chúng ta tự đưa được tâm nguyện của mình thực hiện được cái con đường đạo mà như mình mong ước ấy, thì cái đó là cái quý của mỗi cuộc đời chúng ta. Năm ngoái ở đây đã có tổ chức an cư nhưng mà không biết lạ là tới gần cuối hạ chúng tôi mới biết. Thành ra năm nay thì chúng tôi đến thăm chư Tôn Đức với chư huynh đệ trong trường hạ, có lẽ bữa nay một buổi nữa, thì cái bài mà chúng tôi đưa đó đến chư vị, mỗi vị một bài đó, năm nay chúng tôi chỉ xin trích một cái hai chương, chương 21 và chương 23 ở trong cái phần mà tổ sư ngài giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật mà nói về Thi La Ba La Mật, tức là nói về trì giới. Tại vì đầu mùa an cư mà chúng ta nghiên cứu cái này cho thiệt kỹ, đọc ra thì chúng ta biết nhiều điều lắm rồi,
Nhưng mà còn những điều á, để tạo một cái sự gặp gỡ, một cái sự thông suốt từ những cái điều Đức Phật đã dạy, rồi tổ sư Long Thọ đã dạy, mà nó thấm vô trong, nó khế hợp với cái thân và tâm của chúng ta trong cái thời đại của chúng ta, để chúng ta thông suốt, chúng ta làm cho thân tâm mình được an lạc trong mùa an cư. Và đồng thời đó, nó trở thành một cái pháp mà nó sâu lắng trong cái đời sống tu học của chúng ta, để khi mà chúng ta trở về trú xứ, chúng ta có thể truyền đạt những cái điều mà chúng ta cảm nhận được từ Kinh Bát Nhã Ba La Mật của Đức Phật, từ Đại Trí Độ Luận, tức là chương nói về giới luật của tổ sư Long Thọ, và từ cái duyên của cái đạo tràng an cư chùa Tường Vân, để chúng ta đem cái điều mà chúng ta tâm đắc á, mà chúng ta tâm đắc thật sự, chúng ta gặp gỡ và thông suốt, để chúng ta mới giáo hóa các cái đạo tràng, các cái bá tánh Phật tử mà có duyên với chúng ta. Đó là điểm ta đưa cái đẹp của giáo pháp Đức Phật chúng ta vào đời trong cái thời đại của chúng ta. Đó, thì đó là cái trọng tâm mà chúng tôi gửi đến chư tôn đức, chư huynh đệ. Cho nên chúng tôi có mỗi vị con cái bài ngắn 2 chương thôi. Tại cái chương giữa dài lắm mà chúng tôi thì không thể đến nhiều hơn được, cho nên xin đến 2 buổi. Và buổi hôm nay đó thì chúng ta sẽ trao đổi về cái chương 21, giải thích về Thi La Ba La Mật. Trong cái bản đánh nó thiếu cái chữ La, huynh đệ quan hỷ dùm. Kinh đây tức là trích từ Kinh Bát Nhã Ba La Mật, mà cái phẩm tương ứng. Vì tội và không tội không thể có được. Cái đặc sắc của tư tưởng Đại Thừa là chỗ đó. Tội và không tội không thể có được, nên đầy đủ Thi La Ba La Mật. Hỏi: Thi La, tào dịch là tánh thiện, là ưa hành thiện đạo. Cho nên con người mình mà bên Nho giáo người ta cứ nói nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản chất đẹp của con người là ngay từ buổi đầu là thích hành thiện, không tự phóng dật, gọi là Thi La. Hoặc là thọ giới mà hành thiện, hoặc là không thọ giới mà hành thiện, đều gọi là Thi La. Chư huynh đệ thấy có một cái ý nó bao trùm lên cuộc sống của mình. Có những người mình là đệ tử Phật, mình đi học đạo, Phật tử tại gia, mình thọ tam quy ngũ giới hoặc bát quan trai, rồi mình đi xuất gia làm tăng làm ni, mình mới thọ sa di giới, hoặc là ni thì thêm thức so, rồi tăng thì thêm tăng ni, thì cụ túc tỳ kheo tăng ni. Nhưng mà cũng có những người ở đời họ chưa quy được Phật pháp, mà họ cũng chưa từng đi tu, nhưng mà họ giữ cái tánh thiện họ tốt như mình đã đi tu vậy, như mình đã thọ giới vậy. Nhưng mà đương nhiên cái số đó số ít. Cái người đời mà có được cái duyên lớn đó, tức là chưa từng đến với đạo Phật, chưa từng làm Phật tử, chưa từng làm tăng ni, nhưng mà cái tánh thiện á, nó luôn luôn tươi mát trong đời sống của họ. Tức là họ sống trong gia đình mà thân họ lúc nào hành động cũng hiền thiện. Đó, lâu lâu chư tôn đức chư đệ, hoặc là trong dòng họ quyến thuộc mình gặp một đôi người vậy, hoặc là trong một làng một tỉnh chúng ta cũng gặp được một số ít cái người vậy. Cho nên không có nhất thiết là có thọ giới, nhưng mà thân họ hành động luôn luôn hiền thiện. Ngoài đời mình hay gọi là những cái gia đình, những cái ông bà gọi là sống có nhân có đức đó. Cho nên hành động họ luôn luôn hiền thiện, rồi miệng của họ cũng vậy. Dù họ nói chuyện ở trong gia đình hay làng xóm hay là bất cứ ai, họ cũng giữ cái miệng hết sức thuần thiện đó. Hoặc là họ ít nói, hoặc họ nói hiền thôi, họ không nói dữ. Chư tôn đức thấy trong đời có những người chưa từng thọ giới nhưng họ sống đẹp vậy đó. Cho nên đây tổ là nói rất rõ, hoặc là có người đã thọ giới mà hành thiện, thì đương nhiên rồi, mình là tăng ni là Phật tử mà thọ giới mà không hành thiện á, thì đó là cái phiết lớn. Vì mình đã thọ rồi là mình phải hành thiện. Cho nên lâu lâu cũng có trường hợp Phật tử thọ giới nhưng mà thọ rồi cái để dành, về cất cái chứng điệp quy y lên trên trong nhà tủ á. Mà có nhiều khi năm 2-3 năm mới đi chùa một lần, rồi cái hỏi tới quy hồi nào cũng nhớ không rõ, hỏi pháp danh cũng quên luôn.
đó. Rồi có khi hỏi sư phụ mà nhớ là ông cụ trụ trì chùa đó chứ không biết tên gì. Ngài có nhiều Phật tử thấy thương lắm. Nhưng mà thôi, Phật tử mình không trách, tại vì việc đời người ta phiền não nhiều quá, thất tình lục dục nó dây người ta, cơm ăn áo mặc đó, rồi chồng vợ con cái nó dây người ta. Nhưng mà nếu mình là tăng ni xuất gia mà mình thọ giới rồi mà mình không hành thiện, cái đó mới đáng trách. Chư Tông Đức, chư huynh đệ lưu ý cái đó. Tại vì đây tổ ngài nhấn mạnh có hai trường hợp mà là gọi là thi la ba la mật á, tức là thọ giới mà hành thiện hoặc không thọ giới mà hành thiện đều gọi là thi la. Cho nên chúng ta phải để ý kỹ cái điều đó mà tổ sư đã giảng dạy cho chúng ta. Nói tóm lược, có 8 cái thứ luật nghi nơi thân và miệng đó. Cái cụ thể trong đời sống mình á, có 8 cái thứ luật nghi nơi thân và miệng: không não hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không uống rượu, và nuôi sống một cách thanh tịnh, thì ấy gọi là giới. Có lẽ có một cái từ mà chư Tôn Đức, chư huynh đệ thấy nó hơi khác một chút ở đây á, là thay vì một không sát sanh, thì đây chúng ta thấy tổ sư ngày dùng cái từ là không não hại, tức là không làm cho cái tâm cái trí, não hại là cái óc của con người mình á, mà mình nói cụ thể là cái trí con người mình. Cho nên mình làm sao á, tại vì mình giết cái thân mạng người ta, mình cầm dao, cầm cây, gậy, mình đập người ta chết á, thì người ta bị chết và người ta đau đớn cái thân. Nhưng mà chư Tôn Đức, chư huynh đệ cũng biết, ở trong đời có những người mà mình nói cái người này hiểm dữ lắm. Hỏi sao hiểm? Nó tìm một lời nói một cái mà mình về mất ăn mất ngủ, bệnh rồi chết luôn. Để nghe kịp chưa? Tức là không bị cái cây, cái roi nào đập mình hết á, mà cũng không bị cục đá nào chọi đến mình hết á, mà cũng không bị dao gươm gì đâm mình hết á. Vậy mà một lời nói làm cho mình, nghĩa là cứ dằn vặt trong cái bộ não này nè, rồi về ăn ngủ không được, riết mà tức mà chết đó. Cho nên có khi bị não hại là vậy. Cho nên não hại nó cả hai, thân và tâm, làm cho con người ta đau đớn khổ sở đó. Thành ra cái giới thứ nhất ở đây chúng ta thấy tổ dạy rộng hơn đó. Chứ có người nói tôi đâu có cầm dao đâm người đó đâu, tôi cũng đâu có cầm cây đập người đó đâu, vậy mà người ta về người ta tức chết được, thì chư Tôn Đức, chư huynh đệ biết đó là. Cho nên một là không não hại, là cả hai, làm sao cả thân và tâm mình đừng gây khổ cho người khác. Mà không phải người đời, người đời thì dễ rồi, mà chư Tôn Đức, chư huynh đệ cái khi lâu lâu mình tu mình không khéo tu quá, lúc mà mình bực tức, mình giận cái gì đó cái không khéo, mình có một lời não hại người ta khổ. Còn trên thế giới ngày nay thì chư Tôn Đức, chư huynh đệ biết á, có nhiều người có những cái hành động chứ không cần lời nói nè, nhưng mà có cái hành động để gây khổ cho người khác. Cho nên gần đây mà trong giới thể thao á, có nhiều người họ ra một cái dấu gì đó nhưng mà cuối cùng họ vẫn bị phạt đôi 30.000 đô, vì cái hành động á, vô tình, là có thể nó cố tình á, cố tình để mà gây não hại cho người khác đó. Cho nên là trên thế giới mà các cái nước văn minh đó, chứ huynh đệ biết là người ta chống cái nạn kỳ thị chủng tộc tối đa. Cho nên cỡ như cầu thủ bóng đá đó, mà chỉ có một cái lời mà coi thường da màu thôi là cũng bị phạt nặng, bị kỷ luật nặng. Văn minh đó, ta sống đẹp vậy đó, ta không có thọ giới cụ túc tỳ kheo như tăng ni mình. Nhưng mà có cái điều là cái quan điểm sống á, người ta rất rất chuẩn mực để làm cho đẹp cách sống của con người ở trên cái quả đất này đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta là đệ tử Phật có giới luật nghiêm minh, chúng ta lưu tâm cái đó. Cho nên không não hại, không trộm cắp, không tà dâm, đó là cái hạnh mà người xuất gia chúng ta nhớ nơi thân và miệng. Không nói dối, không nói hai lưỡi. Cho nên làm Phật tử mình đã tập rồi, mà làm tăng ni á, là phải sống cho thật đẹp cái này, không nói dối đó. Thứ hai là không nói hai lưỡi, phải ráng nhớ. Vì cái ngày mà cái lúc mà mình làm lễ thế pháp á, để mình phủi cái mái tóc đời của mình,
rồi mình được thầy tổ cho mặc cái chiếc pháp phục nhà Phật để đổi cái áo đời, cho nên tướng của mình đầu tròn áo vuông. Chứ huynh đệ thấy nó khác cái tướng đời liền, mặc dù mình còn phàm nhưng mà ta nhìn mình là thấy đây là vị tăng sư ở chùa, đệ tử Phật có tu, cho nên gọi là đầu tròn áo vuông. Đó. Chứ tròn đây là ngoài cái chuyện mình phủi sạch tóc đã đành rồi. À, nhưng mà có một cái nó tròn, tức là nó tốt đẹp, nó biểu hiện cho cái đức tánh tốt đẹp. Tóc mình còn á thì mình có thể còn cái dướng dấp dính líu đến những cái xấu cái quấy, nhưng mà khi tóc phủi rồi đó thì cái xấu cái quấy phải được phủi theo luôn. Đó. Chư huynh đệ lưu ý cái đó. Cho nên trong kệ mà có các tổ các ngày cũng nói đó, tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Tức là mình đi tu, mình phát nguyện mình đi tu là tóc mình làm lễ thế pháp, thầy tổ lễ pháp cho mình rồi, thì hãy tóc vừa cạo thì tơ lòng á, những cái gì mà còn vui tham sân si hoặc vui buồn mừng giận thương ghét muốn á, dĩ nhiên là mình không thể phủi nhanh được, nhưng mà phải ráng tập. Đây là cái mục tiêu mà mình phải tập. Mong chư tông đức chư huynh đệ lưu tâm cái đó. Chứ không phải mình cạo tóc mình thành Phật liền được đâu. Nhưng mà có điều đây là mục tiêu mà phải tập. Nó khác cái người mà chưa cạo tóc. Chưa cạo tóc muốn nghĩ gì đó nghĩ, muốn tham, muốn sân, muốn si, muốn gì đó, hiểm, xấu quấy gì chuyện của cái người đời chưa tu. Còn hãy mình mà làm lễ thế pháp rồi thì cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Cho nên là hãy cho phép cái là mình làm giấy chuyển hộ khẩu về chùa liền, chứ để ngoài đời lâu không tốt. Huynh đệ nhớ cho cái đó, chuyển về chùa liền à. Sự tướng á, mà tâm tánh thì cũng vậy, mình cạo đầu rồi cái mình gần Phật mình liền, gần tổ mình liền, về tướng á, đầu tròn áo vuông mà. Đó. Nợ trần ngày dứt rồi, Tây phương ngày một ngôi sẵn dành, kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật. Mặc dù mình chưa thành Phật nhưng mà mình ở chùa là mình đã vãng sanh xứ Phật rồi. Đó. Thành ra cái đó là cái mà mong huynh đệ lưu tâm cho. Không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt. Ngoài đời ấy, người ta hãy lợi với hại là chuyển qua chuyển lại nhanh lắm. Ai cũng có một lưỡi à, nhưng mà hãy thấy cái gì mà bất lợi cái họ đảo ngược liền, thấy cái gì lợi cái đảo ngược liền. Trên người đời mới bị một lưỡi mà thành ra bị cái nghiệp hai lưỡi. Huynh đệ mới đọc kinh Địa Tạng thấy không, thành ra Phật với chư Bồ Tát mới nói cái tội đó thì chết xuống dưới thì phải bị như thế nào. Đó. Chứ còn hay mình mà mình sống ở đời mà cái người mà có cái tánh thiện thì không cần thời giới họ cũng giữ cho nghiêm cái này. Đó, vì cái đẹp ở trong cuộc sống á. Còn mình tu á thì mình phải quyết liệt cái này, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt. Huynh đệ thấy mấy bà con mà ở đời ta ngồi ta thêu á, ta thêu tới thêu lui hồi cái ra con chim, nó ra cành hoa, ra cái màu này màu kia đẹp. Đó, thì cái cuộc sống người nào không khéo tu cũng bị cái miệng nghiệp. Không uống rượu và nuôi sống một cách thanh tịnh, ấy gọi là giới. Cho nên người đời thì người ta buồn người ta uống rượu à, buồn cái không biết làm sao, tội nghiệp người đời, làm lụng thấy mồ thấy tổ, không đủ ăn, không đủ tiền nuôi vợ nuôi con. Thành ra phần lớn nó đi làm rồi cái chiều, không phải cái người mà có tiền đi nhậu nhiều, mà cái người nghèo lãnh lương từng tuần nè, vậy mà về cũng tấp qua quán rượu làm vài chung vài ly. Huynh đệ thấy có người họ nhậu thấy thương lắm. Chúng tôi thấy có người ta khá giả, người ta mua thịt này thịt kia, món ngon món lạ rồi ăn rồi uống rượu. Có người nghèo tội nghiệp cầm trái ổi cạp cạp cắn cứng cứng vậy cho chua chua chát chát rồi uống rượu tội nghiệp kia, buồn lắm. Mình thấy thương họ, mình biết không có sướng gì trên á, nhưng mà tại vì họ nhậu cho quên đời mà buồn quá, anh đã nhậu cho buồn quên đời. Rồi nhậu rồi đang về nhà, chứ về nhà mà tiền trong túi ít hoặc không tiền thì vợ con hỏi còn buồn dữ nữa. Anh đã tấp vô quán làm 5-7 ly gì đó rồi cho nó ngà sai, rồi về nhà
vô ngủ cho rồi, vợ con nó hỏi quơ cái tay vô buồn ngủ cho rồi, rằng sáng dậy tỉnh đi làm nữa. Thành ra mình quán về đời phải thương đời đó. Mỗi người có một cái kiểu khổ, có một cái dạng khổ, và họ chỉ muốn thoát khổ nhưng mà không có bích lối đó. Cho nên đệ tử Phật mình mới được đọc kinh, được nghe kinh, rồi mình mới có thiền quán, rồi mình mới suy tư được cái gì là khổ và cái gì là giải thoát khổ. Mà muốn thoát khổ phải làm sao? Đằng này họ bích lối, cho nên họ phải mượn rượu để giải sầu. Chúng tôi có ông cậu mà hồi mà chúng tôi còn nhỏ, còn ở dưới ngoại á, 5-7 tuổi á, chưa đi tu á, thì chúng tôi biết là bà ngoại thì đi chùa, mà ông cậu hai á, trong gia đình cậu hai là giỏi tụng kinh nhất, kinh chú đại bi ông thuộc hết. Vậy mà tới chừng ông lớn, ông có vợ con rồi ông làm ruộng á, nhằm những cái năm mà nó mất mùa, cái ông buồn, cái ông bắt đầu ông nhậu. Ông nhậu riết cái là có một buổi chiều ông đi ông nhậu sao về ông chết ngoài đường thôi. Bây giờ ông cũng vẫn còn, chúng tôi có người anh con cậu hai đó là đi tu trước chúng tôi 1 năm đó, từ thập niên 60 bây giờ đều tu ở phái khác. Cho nên anh cô cậu ruột trên chư tôn đức chân đệ biết người đời họ có nhiều cái vui mà giả ảo trong tình tiền danh lợi, và họ cũng có những cái buồn mà nó họ không có cách để giải quyết, cái họ mượn rượu họ giải sầu, chứ họ không biết làm sao để hết khổ hết. Cho nên mình biết tu, mình học đạo kỹ, mình học đạo nhiều, đặng hay khi mà mình có duyên á, là mình giúp cho những cái người đó họ mới thoát khổ. Chứ huynh đệ mà đọc cái quyển góp nhặt cát đá, các thiền sư ở Nhật vui, có khi họ độ những cái người say rượu bằng cách là, có lần chúng tôi đọc được cái chuyện mà quên tên vị thiền sư. Vị thiền sư đặc biệt lắm. Ông biết cái nhà đó có cái ông chồng mà ưa uống rượu. Ông lại buổi chiều đó ông mới đi ngang cái nhà đó, cái ông tìm cái cách vô nghỉ nhờ trong cái nhà đó. Mà trước khi vô nghỉ nhờ, ông còn mua một chai rượu, rồi mua mấy con khô. Ông sống cái bộ đồ nhậu ngon lành lắm. Mà nhớ là ông thiền sư nha, ông hòa thượng mình rồi chứ không phải là cái người thường. Rồi cái ông vô ông hỏi cái bà vợ còn nhà ông chồng đi chưa về đó. Mà bà vợ rất khổ vì ông chồng nhậu, đi làm đã về không có tiền nhiều, mà về cái đêm nào cũng về đã phia, rồi còn say mềm, rồi đập cửa, rồi la lối lung tung, rồi mới ngủ vùi. Thành ra ngài vô rồi ngài nói cho ngài nghỉ nhờ anh đêm, mà ngài dặn cái cô vợ á, đừng có nói gì hết á. Rồi cái ông chồng tới ông về á, đem chai rượu này ra, nướng khô này cho thơm lên, cho ông ăn rồi ông uống. Cái cô vợ nhà làm y vậy, trong chồng về cái lè nhà cái là cổ nướng khô cho thơm lên, rồi cái cổ đem rượu ngon mời ông làm một trận, nó ngủ tới sáng luôn. Sáng dậy cái giật mình thấy ông hòa thượng thiền sư bên cạnh đó. Mà lúc mà tỉnh dậy á, buổi sáng mà con người ta tỉnh dậy thì thần thức nó cũng sáng lắm, nhất là sau một đêm ngủ vui nữa đó. Cho nên thiền sư mới độ ông đó. Và sau đó chư tôn đức chư đệ biết ông tiễn thiền sư, ông thấy sao có người thương mình dữ vậy, mình buồn quá, mình giống như mình bích lối ở đời, rồi mình mượn rượu giải sầu, mà lâu nay không ai phiên dạy mình cái gì nghe, mà sao gặp cái vị thiền sư này dạy cho mình nhiều điều, mà nhất là sau một cái đêm say ngủ nó mê mất rồi, bây giờ dậy nó tỉnh táo, sáng sớm mà được thiền sư dạy cho mấy điều, ông thấy cảm ơn quá, ông mới đưa đi đường khúc. Thiền sư biết thôi trở về, vậy mà đưa riết cái em xin đi luôn. Cho nên ông cũng có một cái tên dường như là người không bao giờ trở lại. Sau đó ông trở thành một vị tăng tốt ở trong giáo pháp, theo hầu cụ đó. Thành đất thiền sư có những cái cách độ đời của người đạo mình đặc biệt lắm. Chứ không phải cấm uống rượu không, mà có nhiều khi ông còn mua rượu ngon cho uống nữa. Chứ huynh đệ thấy mua cho uống nữa, nhưng mà uống chai cái rồi là quay đầu đi tu theo sư phụ luôn, chứ không bao giờ bị mê trong rượu nữa. Tại là các thiền sư có những cách độ đời rất là đặc biệt, mà nếu mình mà không có bình tâm mình học không nổi, vì mình không thấy được con đường đó. Chứ tôn đức chân đề thấy mình chỉ thấy làm ơn bỏ rượu giùm tôi thôi, vậy thôi. Nhưng mà người ta đang mê rượu mà biểu bỏ rượu, người ta còn ghét mình. Quynh đệ thấy kỹ cái đó không? Còn thiền sư này ổng lại mua rượu ngon, mua khô ngon cho uống cho ăn. Vậy mà vị này lại thỏa ơn, ổng đi theo luôn, đi mà không bao giờ trở lại.
Nếu buông bỏ không nhiếp hộ thì ấy là phá giới. Trong 8 cái điều luật nghi mà liên quan đến thân khẩu, người phá giới bị đọa vào trong đường ác. Nếu trì giới bậc hạ thì sanh trong loài người, trì giới bậc trung thì sanh trong cõi trời lục dục, trì giới bậc thượng thì tu hành 4 thiền, 4 không định thì sanh trong các cõi trời sắc và vô sắc thanh tịnh. Cho nên là nếu mà mình giữ giới cho thiệt tốt thôi thì về thân khẩu ý thì cũng được gọi là trì giới bậc thượng hạ. Nhưng mà sau đó thì mình mới thấy rõ chứng quả A-la-hán. Nhưng mà trì giới bậc trung ấy, thì sanh trong cõi trời lục dục thiên. Hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi tưởng là mình á là ở trong cái cõi khổ, còn trên trời là cao sướng. Nhưng mà bây giờ mày biết là trong kinh nói rõ là lục dục thiên cũng ở trong cõi dục. Tứ thiên dương, đâu sức, dạ ma, tha quá tự tại, thì đều ở trong cõi dục hết, được sống lâu hơn mình rồi. Đó, cho nên là lâu lâu mình mới nghe ông bà mình nói đó, giống như là cái người này sướng mà lại hằng ngày khổ, mặt mày thân tướng đẹp mà khổ, người ta nói là như tiên mắt đỏ. Mình ở trên các cõi trời như cõi tiên, nhưng mà đọa xuống cõi người. Đó. Thành ra khi mà mình khéo tu á, thì mình cũng coi như cái phước của người đời cũng đi lên cái cõi đó. Nhưng mà bậc thượng á, thì tu hành 4 thiền. Cho nên mình vừa giữ giới, mình đã thọ, nhưng mà mình giữ giới cho thiệt tốt. Rồi hàng ngày đó, mình không rời các cái thời thiền định của mình. 4 thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tức là sáng, trưa, chiều, tối, luôn luôn vào sơ thiền là tầm tứ. Tức là mình quán xét mọi trường hợp, mọi nhân duyên, từ hành động đến lời nói đến tâm thức. Người tu mình ở đâu mình cũng không rời cái đó ra, mình không rời sơ thiền. Rồi nhị thiền, tầm tứ, rồi hỷ, hỷ rồi lạc, tam thiền, tịnh, tứ thiền. Đó, cho nên cái người mà tu hành giữ giới bậc thượng á, thì tu hành 4 thiền, đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên đi đứng nằm ngồi ở đâu mình cũng giữ gìn cái hạnh tu của mình. Đó, chư tung đức chư huynh đệ, nhất là mình ở cái thời duyên này, cái thời duyên mà thế giới văn minh khoa học nó phát triển. Cho nên mình mà không có khéo tỉnh thức á, gìn giữ mình liên tục trong cuộc sống á, và mình không gắn với tứ thiền á, là mình cũng dễ bị các cái văn minh khoa học, các cái sức hấp dẫn của vật chất nó chi phối mình. Còn hãy mình mà thường quán xét thì văn minh vật chất mình quán rõ, mình biết tự rồi tan, giả hợp rồi tan, mình không bị chi phối. Đó, cho nên cái đó là cái đạo lực của người xuất gia mình. Đó mà mong chư tôn đức chư huynh đệ để ý. Chứ thời văn minh khoa học này, cho nên phần chư huynh đệ thấy tăng ni sinh mà tân học á, mà có nhiều khi quyết liệt xuất gia, nhưng mà vô chỉ cần gặp vật chất sung túc cái có khi lại nó làm cho bị sa ngã liền. Chứ không đợi gì lâu hết. Cho nên cái vị mà bám ở trong tứ thiền á, đây gọi là giữ giới bậc thượng á, là sống gắn với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tầm tứ, hỷ, lạc, tịnh. Đó, mong huynh đệ lưu tâm cái đó, do cái năng lực của từng huynh đệ chúng ta. Cái này không cho ai được hết, mà do cái công năng của từng vị mình trong cái đạo nghiệp tu hành. Trì giới bậc thượng có 3 hạng: trì giới thanh tịnh bậc hạ thì chứng A-la-hán, trì giới thanh tịnh bậc trung thì chứng Bích Chi Phật, trì giới thanh tịnh bậc thượng thì được Phật đạo. Không đắm trước, không ỷ y, không phá, không phiết, được thánh nhân khen ngợi yêu thích, như vậy gọi là thanh tịnh bậc thượng. Cho nên mình tu là tất cả chúng ta đều đi tu giống nhau. Rồi tất cả chúng ta đều là đầu tròn áo vuông, tất cả chúng ta đều có giới sa di, tất cả chúng ta đều có giới tỳ kheo. Khi mình tu cho đến cái thời duyên đủ cái điều kiện thọ giới, thầy tổ mình cho mình thọ giới. Nhưng mà bây giờ khi thọ giới rồi đó, thì bây giờ cái công hạnh của từng vị, ai mà vô sống trong cõi đạo, rồi hàng ngày đó ba tánh cúng dường, cung phụng, ủng hộ cho mình cái phương tiện ăn mặc ở bệnh để mình lo mình tu. Mà bây giờ nếu vị nào á mà biết đây là công đức của Đàn Na Thí Chủ, mình vừa thọ nhận nhưng mà mình vừa tu hành tinh tấn để mình hồi hướng cái phước đức lại cho ba tánh cư gia, thì cái công đức của mình nó tăng. Còn vị nào mà được thọ hưởng rồi lại đắm nhiệm,
đó là do mình thôi. Cái đây là cái phản cách của cái trình độ tu. Hãy vị nào mà lúc đó thấy đạo là quan trọng hơn, con đường tu tập của mình là quan trọng hơn, thì vật chất là phương tiện để nuôi tạm sống thôi, chứ nó không phải là mục tiêu đến của mình đó. Mà mục tiêu đến của mình là đạo quả. Còn vị nào mà bị cái vật chất nó chi phối, tưởng rằng đi tu là để được có phước, được hưởng cái vật chất, thì bị đắm nhiễm quay lại. Đó, huynh đệ để ý cho đây, tổ nói là đắm nhiễm rồi ỷ y, cho nên ở trong đạo như mình ỷ y, mình nói này đâu có sao, cái rồi chừng nào nó có sao thì mình mới thấy. Đó, thành ra khi mà mình giật mình á, thì chỗ này tổ mới gọi là ỷ y, mà mình khéo tu mình không ỷ y. Đó, không phá không phiết, được thánh nhân khen ngợi yêu thích, như vậy gọi là thanh tịnh bậc thượng. Nếu vì thương xót chúng sanh, vì độ chúng sanh, cũng vì biết thật tướng của giới, tâm không ỷ y, đắm trước trì giới như thế, tương lai chứng đến Phật đạo. Như vậy gọi là được giới vô thượng Phật đạo. Nếu người muốn cầu được thiện lợi lớn, hãy kiên trì giới, như tiếc châu báu quý trọng, như giữ thân mạng, vì cớ sao? Vì như đại địa, hết thảy vạn vật hữu hình đều nương đất mà tồn tại. Giới cũng như vậy, giới là trú xứ của hết thảy thiện pháp. Cho nên dù tại gia mình khéo giữ tam quy ngũ giới, bác quan trai của người xuất gia mình khéo giữ sa di và tỳ kheo cụ túc ấy, thì đời sống của mình sẽ được cái thiện pháp nó dung quán. Lại nữa, ví như không chân mà muốn đi, không cánh mà muốn bay, không thuyền mà muốn qua sông là không thể được. Nếu không có giới mà muốn cầu quả báo tốt cũng như vậy. Nếu huynh đệ mình đi xuất gia mà mình lại coi nhẹ giới, mình muốn có quả báo tốt mà mình coi nhẹ giới thì mình cũng sẽ không được. Nếu người bỏ giới này, tuy ở núi tu khổ hạnh, ăn trái cây, uống thuốc thì không khác gì cầm thú. Tổ nói câu này hơi nặng với chúng sinh mình. Đó. Nhưng mà có lẽ là Ngài muốn mình đánh thức mình. Đó, để mình phải thấy cái quan trọng á, là trì giới á, chứ nếu thiếu giới á, thì ở núi ở rừng rồi tu khổ hạnh không thì Ngài nói cũng tốt gì. Hoặc có người chỉ uống cho là giới. Ấn Độ ngày xưa có nhiều cái phái tu khổ hạnh kỳ lạ lắm. Cho nên có người chỉ uống, như uống sữa, hoặc là hớp không khí, hoặc là cắt tóc, hoặc là mặc ca sa, hoặc là mặc áo trắng, hoặc là mặc áo cỏ, hoặc là mặc áo da cây. Sứ mình chưa gặp, chứ còn cái sứ Ấn đó là họ mặc áo cỏ là chuyện thường. Họ lấy cái da cây lớn đó, rồi họ kết làm áo mặc cũng là chuyện thường. Còn như là cạo tóc vậy là mình thích dao đọt cô hoặc lưỡi lam, gilet rồi nha. Chứ còn có nhiều khi họ thích lấy cái lá dứa, cắt cái cạnh bén bén, họ cắt. Cho nên cắt tóc đau thấy mồ thấy tổ. Nhưng mà họ coi như vậy là họ nâng cái đạo hạnh. Cái quan điểm của họ làm cho mình đau đớn để tăng cái đạo quả. Cho nên cái đó là cái sai lầm của các cái phái tu khổ hạnh. Đó mà đây Đức Tổ Sư Ngài cũng nhấn mạnh là không được gì. Hoặc là mùa đông vào nước, mùa hạ hơ lửa, đông bên đó lạnh tuyết, vậy mà cởi quần cởi áo vô trong nước tuyết chịu. Hoặc là đã bên đất Ấn là tới mùa nóng có khi 42, 43, 44 độ, vậy mà còn đốt lửa lên hơ nữa, thành đã làm cho cung cực cái khổ hạnh mà. Hoặc là từ núi cao xa xuống, hoặc là tắm sông Hằng. Bên Ấn người ta nó có tội lỗi xong hết tội rồi đó. Tức là có nhiều người họ hiểu nó tà kiến ngoại đạo rồi. Tu gì không chịu tu mà lại nghĩ rằng lỗi xong cái hết tội à. Thành ra cái đó gọi là lỗi sông Hằng. Hoặc là ngày tắm 3 lần. Bây giờ cái thế giới nó có nhiều cách để lấy nước. Như xứ mình bây giờ vậy chứ cũng có nơi bị thiếu nước. Trên thời Đức Phật đất Ấn nước ít lắm. Bây giờ mình đi mình thấy có nhiều con sông cạn. Cho nên ngày xưa Phật mới dặn thầy tỳ kheo mình phải ít tắm. Đó, không được tắm quá 2 lần trong nửa tháng. Nhưng mà có vị á, thì muốn ngày nào tôi cũng tắm mà tắm 3 lần nữa. Tức là coi như là mình phung phí quá.
cho nên mới hạn chế. Chứ nếu mình có nước thì trung bình mỗi ngày mình tắm lần thì chuyện đó chuyện cũng không có gì quá đáng. Nhưng mà đừng cái chỗ thiếu mà mình đòi mình cái phần ưu tiên nhiều, thì cái này những cái mà Phật cũng dạy chúng ta. Lại cúng dường lửa đủ tự, tế tự đủ cách, chú nguyện đủ kiểu, chịu thực hành các khổ hạnh, cho đó là giới, thì cái đó chỉ là trống không, không được gì. Nếu có người tuy ở nhà cao điện lớn, mặc đẹp ăn ngon, mà thực hành được giới này cũng được sanh chỗ tốt và được đạo quả. Hoặc là người sang kẻ hèn, người lớn kẻ nhỏ, thực hành được giới này thì đều được lợi lớn. Nếu phá giới này, thời không kể sang hèn, lớn nhỏ đều không được tùy ý sanh vào chỗ lành. Lại nữa, người phá giới cũng ví như ao trong mát mà có rắn độc. Ở trong cái cõi đạo thì nó đẹp như nước trong rồi. Nhưng mà nếu mình tu mình phá giới á, thì như trong ao nước trong mà lại có rắn độc, không đáng tắm rửa. Cũng như cây có hoa quả ngon mà có nhiều gai nghịch. Như người tuy được sanh ở nhà quý trọng, thân thể đoan chánh, giàu rồi đẹp á, học rộng nghe nhiều mà không ưa trì giới, không có tâm từ bi, lại cũng như vậy. Như kệ nói, sang mà vô trí, thời là suy. Sang mà vô trí, trí mà kiêu mạn cũng là suy. Mình lại sang không có trí nó cũng buồn, cũng một cái kiểu suy. Rồi bây giờ có trí á, là tốt, nhưng mà mình lại tự cao tự đại thì cũng là suy. Ở chữ huynh đệ tân học ráng lưu ý cái đó. Người trì giới mà lại phá giới, tại vì mình là tăng ni đệ tử Phật thì mình thọ giới. Mình thọ giới thì đúng ra là mình phải trì giới, tại vì mình tự nguyện đi xuất gia, mình tự nguyện thọ giới pháp của Phật, cho nên bổn phận mình là căn bản là phải trì giới. Vậy mà nếu có vị nào lại không chịu trì giới mà lại còn cố tình phá giới, cả đời này đời sau đều suy. Người tuy nghèo hèn mà trì giới thì hơn người giàu sang mà phá giới. Hương của hoa, hương của cây không thể bay xa, hương của trì giới bay khắp cả muôn phương mười phương. Người trì giới được đầy đủ sự an vui, tiếng tâm nghe xa, trời người yêu kính, hiện đời thường được các thứ phái lạc. Nếu muốn sanh vào cõi trời cõi người, thủ lấy cái sự giàu sang, sống lâu không khó. Người trì giới thanh tịnh, ước gì đều được nấy. Lại nữa, người trì giới thấy người phá giới bị hình ngục tra khảo, đủ các thứ khổ não, mà tự biết mình vĩnh viễn xa lìa việc ấy, lấy đó làm vui mừng. Nếu người trì giới thấy người lành được có vinh dự, danh tiếng, phái lạc, thì tâm sự suy nghĩ, như người được vinh dự thì ta cũng có phần. Đó, mình thấy người ta giữ giới tốt mình cũng vui. Tại vì như vậy mình ở trong làng xóm nhau cũng vậy, mà trong chùa chung cũng vậy, thì bên cạnh mình mà có người trì giới mình phải mừng. Đó mình biết. Cũng giống như chư huynh đệ thế, mình ở trong cái nước mà mình nghe nước mình tốt nhiều mình cũng vui, mà rủi có cái gì xấu nó cũng buồn lây đến mình. Đó, mà mình lâu lâu mình nghe nó có một sinh viên đi thi toán quốc tế thôi mà hạng nhất mình cũng vui. Đó, kể cả như chuyện mà thể thao thôi, đá banh mà nghe nó ăn mình cũng vui, mà nói thua thì cũng hơi buồn buồn. Mặc dù mình không biết ai đó, không biết ông cái đội banh nó ra sao, không biết ông nào vậy, ha, thì sinh viên đi thi toán mình đâu biết em nào đâu. Nhưng mà nghe nó đi quốc tế mà nó hạng nhất cái mình cũng nghe, nó có phần nào vui vui. Đó, huynh huynh đệ để ý cái đó. Thành ra cái mình bất cứ ai mà trì giới tốt á, thì mình là tăng là ni là tu mình cũng nghe vui. Đó, nhưng mà nghe ai coi thường cái giới mình cũng buồn. Đó, cái đó thì mong huynh đệ lưu tâm. Người trì giới được đầy đủ sự an vui, tiếng tâm nghe xa, trời người yêu kính, hiện đời thường được các thứ phái lạc. Nếu muốn sanh vào cõi trời cõi người để thủ lấy sự giàu sang, sống lâu không khó. Người trì giới thanh tịnh, ước gì đều được nấy. Bởi mình thấy các bậc mà chân tu á, người ta không mong gì hết á, ngồi chỗ người ta tu nhưng mà
ba tánh ưng hướng đến, tăng ni ưng hướng đến để cầu học. Đó là cái phước duyên của người trì giới thanh tịnh. Lại nữa, người trì giới thấy người phá giới bị hình ngục tra khảo, đủ các thứ khổ não, tự biết mình vĩnh viễn xa lìa. Người trì giới thấy người lành được có vinh dự, danh tiếng phái lạc, thì tâm sự suy nghĩ như người được vinh dự ta cũng có phần. Người trì giới khi mệnh chung, dù có gió đau cắt thân, gân mạch đoạn tuyệt, tự biết mình trì giới thanh tịnh, tâm không sợ hãi như kệ nói. Cho nên nếu mình tu mà cả đời mình giữ giới tốt, lát nữa mình biết mình mất, mình cũng không buồn. Đâu kinh đệ lưu tâm. Chứ mình mà không, mình để nó sơ tâm, rồi mình phạm phải nhiều cái lỗi, rồi một khi mà bệnh nó đến, mình biết mình sắp mất, nó lo lắm. Khi mình lìa cái mạng sống này rồi thì cái tâm nghiệp mình nó đi đến đâu. Trong bệnh rất dữ, giới là thuốc hay. Trong sợ hãi lớn, giới làm thủ hộ. Trong chết tối tăm, giới làm đèn sáng. Trong chỗ đường ác, giới là cầu đò. Trong nước biển chết, giới là thuyền lớn. Lại nữa, người trì giới thường được người đời nay cung kính cúng dường, tâm vui không hối hận, áo cơm không thiếu, chết được sanh lên trời, sao chứng được Phật đạo. Người trì giới không việc gì không có được, người phá giới tất cả đều mất. Cho nên huynh đệ mình xuất gia phải tự mình thấy rõ cái đó. Đặng mình thấy huynh đệ được cái gì hay không được cái gì mình cũng biết, mà tự thân mình không được cái gì hay được cái gì mình cũng biết. Cái đó không có phải phân vân gì hết đó. Cái đó là cái rất quan trọng. Đời tu mình khác cái khi mình chưa tu, hay là mình khác người đời là có giới hay không có giới thôi. Nghe các huynh đệ nhớ cho cái đó. Thì mình khác chính mình hồi chưa đi tu, hay là mình có khác người đời là khác cái chỗ có giới hay không có giới. Ví như có người thường cúng dường trời, người ấy nghèo cùng, một lòng cúng dường mãn 12 năm, mong cầu giàu sang, trời thương người đó, tự hiện thân ra mà hỏi rằng: ngươi cầu những gì? Người kia đáp: tôi cầu giàu sang, muốn cho những điều tâm nguyện hết thảy đều được. Trời trao cho một đồ vật, gọi đó là bình đức, và nói mọi vật cần dùng từ trong cái bình này sẽ xuất ra. Người kia được bình rồi, ứng theo ý muốn, mọi sự đều được. Được như ý mới xây dựng nhà tốt, voi ngựa, xe cộ, bảy báo đầy đủ, cung cấp cho tân khách. Chừng đó nhà cửa cũng sang trọng, mà khách khứa tới thăm cũng được hưởng cái phước lây. Cung cấp cho tân khách, không thiếu sự gì. Khách mới hỏi: trước kia ông nghèo cùng, nay sao do đâu mà được giàu như thế này? Đáp: tôi được cái bình trời cho, xuất ra các thứ vật, cho nên giàu như vậy. Khách nói: đưa bình cho tôi xem đấy. Kể cả vật từ bình xuất ra. Liền đưa bình ra, trong bình dẫn ra đủ các cái thứ vật. Người khách kia kiêu căng phóng túng, người trì giới cũng như vậy. Các cái thứ diệu lạc phóng túng, đứng lên trên bình nhảy múa, thích chí quá, đứng lên trên cái bình nhảy múa. Bình liền vỡ nát. Cái bình kiểu mà mình đứng ở đó mình nhảy múa thì nó bể tiêu hết. Hết thảy các vật cùng mọi lúc tiêu mất, tiêu theo cái bình bể. Người trì giới cũng như vậy, các cái thứ diệu lạc ước mong đều được. Cho nên mình tại gia xuất gia, mình thọ giới mà mình giữ giới tốt, mình có phước. Đó, mình giữ giới tốt thì mình có phước. Nhưng mà nếu mình tự mãn sớm rồi mình ý lại, thì có một sớm một chiều mình sẽ mất hết cái phước đức của sự trì giới. Cho nên người tu thường thường huynh đệ thấy muốn cái gì có khi cũng dễ được hơn người đời. Nhưng mà coi chừng hãy mình ỷ lại cái thì nó mất hết. Đó, nhớ cho cái đó. Có những huynh đệ khi tu có phước nhiều lắm, nhưng mà khi huynh đệ thấy khi mà bị vấp ngã, trở về lại với đời rồi, sau 5 năm, 10 năm mình gặp lại, mình thấy thất điên bát đảo,
khổ lắm, là rơi vô trường hợp này. Đó. Nhà cái bình của mình mà mình dẫm, mình thích quá cái mình dẫm cái bình nó bể hết, mà bình bể là phước đức cũng mất theo luôn. Lại nữa, người trì giới hương thơm của danh tiếng đời này đời sau biến khắp trên trời và loài người. Lại nữa, người trì giới được người ưa cúng thí. Cho nên chư tôn đức, chư huynh đệ thấy không, hầu hết các nước nói chung mà riêng Việt Nam mình cũng vậy. Hồi trước năm 75 á, ở miền Bắc mình là chiến tranh gian khổ lắm, dân cũng cực nghèo lắm, nhưng mà tới mùa an cư là bằng mọi cách họ cũng đi chùa để cúng. Đó, huynh đệ nào quen các chư tôn đức tăng ni miền Bắc hỏi thử. Còn bây giờ là thôi, ba miền Bắc Trung Nam, tới mùa an cư là nhiều đoàn Phật tử đi cúng dường. Có những đoàn từ ngoài Bắc cũng đi tuốt cho trong này để cúng dường. Ở trong này cũng có một ít đoàn đi ra tới Bắc để cúng dường. Đó, cho nên người ta thích cúng dường người trì giới, mà người an cư là người có giới. Đó, cái phước lực của an cư đó. Vì ai cũng giữ nhờ cái phước, cái quy điều an cư. Đó, thành ra cái điều đó là cái điều mà chư tôn đức chuyên đề để ý. Người trì giới được người ưa cúng thí, không tiếc tài vật, không kinh doanh tài lợi ở đời mà không bị thiếu gì, được sanh lên cõi trời ở trước người phương Phật, vào tam thừa đạo mà được giải thoát, chỉ trừ sự trì giới theo các thứ tà kiến về sau không được gì. Trì giới mà trì giới theo cái dạng tà kiến đó thì cái kết quả không có được gì hết. Đó. Lại nữa, nếu người tuy không xuất gia, chỉ biết tu hành giới pháp cũng được sanh cõi trời. Nếu người trì giới thanh tịnh, tu thiền định, trí tuệ, muốn cầu độ thoát sanh già bệnh chết khổ, nguyện ấy quyết chắc được. Người thân của trì giới tuy chết không rời, sự trang nghiêm của trì giới quý hơn bại báo. Nên hộ trì giới như hộ vệ thân mạng, như yêu vật báo. Người phá giới thọ khổ vạn đoan. Đó. Người phá giới thọ khổ vạn đoan, như người nghèo bị bình vỡ vật tiêu trước kia. Lại nữa, người trì giới quán thấy tội của người phá giới, nên tự gắng sức nhất tâm trì giới. Đó. Mình đã được tu rồi, mình thấy những huynh đệ mà phá giới bỏ tu bị đọa khổ, mình biết, cho nên mình tinh tấn, mình đi cho trọn vẹn cái đời tu của mình. Đó, cái đó là một cái sự nỗ lực mà trong đây chúng ta thấy tổ cũng dành một lời để nhắc nhở mình. Thế nào gọi là tội của người phá giới? Người phá giới người khác không kính, nhà nó như mồ quan không người nào đến. Người phá giới mất hết các công đức, giống như cây khô người không yêu thích. Người phá giới như hoa sen đầy sương không ai ưa thấy. Người phá giới có ác tâm đáng sợ, giống như quỷ la sát. Ở đời cũng vậy mà trong đạo cũng vậy. Cái người mà sống mà không có một cái kỷ cương, cái nề nếp á, chư tôn đức, chư huynh đệ thêm tâm mà nóng nảy mà sân si, người đó mạnh lắm. Cho nên đây tổ nói như quỷ la sát. Bình thường mình tu về nào, huynh đệ thấy mình giữ gìn tốt thì mình có đẹp có xấu gì mà mình giữ trang nghiêm á, mình cũng thấy được cái trang nghiêm của mình. Nhưng mà khi mà mình bị sân si trong tâm tánh rồi, đảo điên rồi, thì cái tướng cái mặt mình nó hết sức là khó coi. Đó, tại cái nghiệp. Cho nên đây nói là như quỷ la sát. Người phá giới người khác không quy hướng, giống như người khát nước không tìm đến giếng khô. Người phá giới tâm thường nghi ngờ hối hận, giống như người phạm sự thường sợ tội ập đến. Người phá giới giống như ruộng bị mưa đá không thể trông cậy. Người phá giới giống như mướp đắng, tuy thân hình giống trái ngọt mà không thể ăn. Có một số trường hợp mình có bệnh nên mình phải uống cái trái mướp đắng, ăn cái trái mướp đắng, giống như trái khổ qua rồi đó. Nhưng mà có bệnh á, chứ bình thường để mình ăn đồ đắng mình đâu thích. Người phá giới giống như sớm giặc không thể sống chung. Đó, huynh đệ thấy trong một cái chùa 5-3 huynh đệ hay là 5-10 huynh đệ
hay là đôi ba chục huynh đệ, trăm huynh đệ mà có một đôi người không chịu giữ giới, là mình nói nôm na theo cái từ cuộc sống ta kêu quậy á, mệt lắm. Có một vị đó trong làng trong xóm, nhà mà có 50 đứa con mà có đứa nó không chịu làm ăn mà tối ngày nó quậy là thôi cái nhà nó cũng thất điên bát đạo vậy nè. Nghe mà trong một ngôi chùa ít người hay nhiều người cũng vậy, một cư sĩ thôi mà không chịu tu mà quậy thì cư sĩ cũng mệt. Mà trong tăng ni mà có một vị hai vị mà quậy mình cũng mệt. Nhưng mà chư tôn đức chư huynh đệ nhớ, ở trong quảng cư thì mình cũng nhớ, thời Đức Phật còn tại thế đó. Vậy mà trong tăng già cũng vẫn có lục quần tỳ kheo tăng, rồi bên ni cũng có lục quần tỳ kheo ni, nhớ cho cái đó. Cho nên cái thời duyên mà cái cõi ta bà này thì lâu lâu mà mình gặp một hai huynh đệ mà quậy quậy mình cũng phải hoan hỷ. Mình nói thôi coi chừng ổng là thánh tăng tái á, anh nói thôi gặp ổng là né trước cho chắc ăn, chứ thôi mình mà không khéo mình còn tạo cái duyên cho ổng nổi sùng còn mệt mình nữa. Thành ra mình hơi né trước thì nam mô với đạo Phật á, thì giống như ngày thường bất khinh gặp ai mình cũng bái ba bái thôi, mong cho ngài mau thành Phật. Ổng thành Phật cái mình đỡ mình đỡ khổ. Thành ra mong huynh đệ lưu tâm cho cái đó, chứ để khi mình gặp mình giận giận mệt mình đó. Phật mà hiện tại thế mà còn gặp sáu vị luôn, sáu nam sáu nữ nữa chứ không phải sáu nam không nữa. Thành ra huynh đệ nhớ cho cái đó, đặng mình ráng an nhẫn cái tâm mình đó. Mình tu là thôi mình lo an nhẫn phía mình, chứ mình đừng phiền hà ai hết, nhưng mà phải biết tránh né đó. Đi đường mà mình đi sát bên lề phải, mà mình là tài xế có học đàng hoàng là ráng nép bên phải, mà thấy nó lấn trái là phải coi chừng đó, coi chừng, chứ đừng có lo nói tu chạy đúng ở bên kia nó qua nó trật nó ráng nó chịu, đưa cái đầu nó quất một cái mình cũng lãnh đủ luôn, nghe kịp không. Thành ra có lúc á mình cũng phải kịp thời leo lên lề phải để tránh đó. Tránh cái người mà sai trật á, chứ đừng có ý mình trúng mà mình đưa cái đầu mình chịu là mệt mình lắm đó. Tức là mình đi chia phần đó, mà người ta làm người ta không có bỏ vốn mà bắt mình chia 50-50 mệt mình lắm. Huynh đệ nhớ, làm ăn đi nữa người ta cũng phải hùng đất hoặc tiền rồi mới chia chứ. Thành ra mình lo mình tu đàng hoàng mà gặp cái người không chịu tu mà mình đưa cái đầu vô mình chia nghiệp là mệt mình. Thành ra mong huynh đệ phải khéo tu mà khéo tránh, khéo tránh giùm cho cái người mà sai phạm, đặng mình định khỏi cái bị chia cái nghiệp. Người phá giới giống như sớm giặc, không thể sống chung. Người phá giới giống như bệnh nặng, không ai muốn gần. Người phá giới không được khỏi khổ, giống như đường dữ khó đi qua. Người phá giới không thể ở chung, giống như giặc dữ khó thể thân cận. Người phá giới giống như hầm lửa, người đi đường tránh xa. Người phá giới khó thể ở chung, giống như rắn độc. Người phá giới không thể gần gũi, giống như ngọn lửa lớn. Người phá giới giống như thuyền dở, không thể chở qua sông. Người phá giới giống như đồ mửa ra, không thể ăn lại. Người phá giới ở trong chúng tốt, giống như ngựa dữ ở trong ngựa lành. Người phá giới khác với người lành, như lừa ở trong bầy bò. Người phá giới ở giữa chúng tinh tấn, giống như đứa bé yếu ớt ở giữa người mạnh. Người phá giới tuy hình tợ tỳ kheo, mà cũng như thay chết ở trong con mắt người. Chúng ta thấy tổ đã là đắc đạo là tổ, mà tổ còn phải hết sức cẩn thận và dạy mình phải biết cẩn thận đó. Cho nên trong ngoạn cư là cái dịp để chúng ta khéo thu nhiếp mình, để rồi giữ cái thân tâm mình, rồi mình cùng nương cái phước lực của đại chúng mà mình phải khéo tu để cho nó quen, nó thuần đi. Đặng rồi khi mà mình rời hạ, mình về bất cứ quốc độ nào, dù là chỗ đông hay chỗ vắng, chỗ người tu nhiều hay người tu ít, mình cũng giữ được cái nếp quen, cái tâm đạo của mình, để mà mình tu tiếp tục cái công hạnh của mình và mình hoằn hóa chúng sinh. Người phá giới giống như ngọc giả ở trong ngọc thiệt. Người phá giới giống như cây y lan ở trong rừng chiên đàn. Trong kinh đó Đức Phật hay đề cập cái y lan, cái mùi, cái bông nó đẹp mà cái mùi nó thôi. Quý đệ nhớ, trong cái cây chiên đàn á là tất cả đều thơm. Cho nên mình tu mình cũng phải hết sức tỉnh giác. Mà cái thân tướng của người tu mình á thì như một cái cành hoa đẹp chứ sao.
Nhưng mà nếu mình không giữ cái đời sống đẹp á, để cho cái tâm hạnh nó xấu á, thì giống như cây y lan, tướng bông thì đẹp mà tâm hồn mình nó không đẹp, thì cái đó lỗi của mình. Đó, mà chúng tôi tin rằng đây là lâu lâu mình mới có một người nghiệp nặng thôi. Còn số đông là chúng ta phải ráng giữ cái chất chiên đàn của mình. Người phá giới tuy hình dáng tợ người lành mà bên trong không có thiện pháp, tuy cũng cạo đầu nhuộm áo theo thứ lớp cầm thẻ. Mình bây giờ không có phải cầm thẻ chứ, bên Trung Hoa ngày xưa chư huynh đệ đọc cái tổ nào mà lên núi cũng độ cả ngàn vị tới ngàn năm trăm vị. Cho nên mà không có một cái thẻ là đi vô lộn xộn liền, vô dãy nhà nào, phòng nào, số mấy. Cho nên mình vô chùa mà an cư cái là mình được trao cái thẻ, rồi mình ngó theo cái số rồi mình đi, mình đi lên cái phòng của mình, cái ở, cái ăn, cái sinh hoạt, cái nghi lễ cúng kiến cũng vậy. Tuy cũng cạo đầu nhuộm áo theo thứ lớp cầm thẻ hành trú, gọi là tỳ kheo, mà thật chẳng phải tỳ kheo. Người phá giới nếu mặc pháp y, thời đó là quấn thân với lá đồng sắc đồng nóng. Nếu ôm bình bát, thời đó là đồ đựng nước đồng nóng chảy. Nếu uống ăn, thời đó là nuốt vàng sắc nóng. Lại nữa, người phá giới thường ôm lòng sợ hãi, như người mắc trọng bệnh thường sợ chết đến. Cũng như người phạm tội ngũ nghịch, tâm thường tự nghĩ ta là giặc của Phật, che giấu tránh nép như giặc sợ người. Năm tháng ngày trôi qua thường không an ổn. Người phá giới tuy được cúng dường lợi lạc, thứ lạc đó là bất tịnh. Giống như người ngu cúng dường trang sức thay chết, người trí nghe được ghét không muốn thấy. Vô lượng tội phá giới như vậy không thể kể hết, hành giả hãy nên nhất tâm trì giới. Thì hôm nay nhân đầu mùa an cư thì thể hiện cái đạo tình Linh Sơn Cốt Nhục, chúng tôi đến cùng thăm viếng cũng như chia sẻ với chư huynh đệ, và mong rằng nhờ cái phước lực của Tam Bảo, của Đức Phật, rồi chư Thiên Long Thần hộ pháp, của chư Tổ chứng minh và hộ trì, để chúng ta luôn được an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng.